Michigan. Đây. Thưa quý khách, lưu khách sẽ dừng bằng cửa phía trước bên tay trái. Busan. Xin lưu ý quan sát. Thưa quý khách, lưu khách sẽ dừng bằng cửa phía trước bên tay trái. Xin lưu ý quan sát và cầu thang sử dụng tay nắm và ngồi chờ tại ghế để hỗ Ui, trợ áo người mới sờ bay. mới à? Ủa, đến bển là gần sáng hay sao vẫn tối nhỉ? Ui, mẹ. Bây giờ lạnh thật chứ không phải lạnh đùa. Lâu xèo tất cả các bạn. Bây giờ là 6 giờ sáng ở bên Hàn Quốc. Bọn mình vừa đáp một chuyến bay từ từ Hà Nội đi, mất khoảng 4 tiếng bay. 4 tiếng à? Nhiệt độ bây giờ đang là 1 độ C. Bị sốc nhiệt mẹ luôn đấy. Bọn mình sẽ sang Hàn Quốc 5 ngày để tham gia cái giải đấu FC Online Profest 23. Yes. Giải đấu sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày thôi, nhưng mà chương trình cho sang hơi sớm. Chuyến này đi thì có mình Quang Bạch với cả là em Nhím sẽ đi với nhau. Trước khi mà vào được đất Hàn Quốc thì đầu tiên bọn mình phải làm thủ tục nhập cảnh đã. Sau đấy là đợi đoàn của bên thành phố Hồ Chí Minh có Chris ở bên đấy nữa, mất khoảng 1 tiếng. Thế là mình sẽ leo hơi ở sân bay một tí. Rồi mình sẽ về khách sạn. Đây là ngày đầu tiên ở Hàn Quốc các bạn nhé. Tết đó này đi ngục ngày mai mà. Uầy, mày làm anh Nhím ở đây kiểu da mặt trông đẹp trai vậy. Đồng vãi cả cứt ra thế. Welcome FC Pro Festival. Đâu mày giơ lại cái bảng nữa, tao xem là trôi mẹ sang cái khác rồi. Đâu rồi nhanh. Quay Messi, quay Messi. Em chồng anh mặc quần trắng. Ủa anh Bomman có đi không? Đi Bom rồi. Châu Hàn Quốc vậy. Ủa anh Bomman có đi à? Chuẩn bị kỹ từ ở nhà luôn. Ừ, Hàn Quốc thực sự. Nếu mà trời lạnh quá thì mặc áo này nhá. Em còn có cái mũ khác cơ. Đâu mũ gì? Đâu? Có đủ thời gian không? Có thời gian là thế để đợi. Nhưng phải khóc cái này lên cơ. Bá cảm lên thật. Mà trông như ông già ấy. Ok không anh? Thôi anh hãy xem được đây à. Là Bippy Lai Lờ à? À, Tommy Sammy à? Mafia ấy. Ok luôn. Uầy, thế là chính là trước khi mà đi là nó cũng mua đồ vết nhiều vết đấy. Thằng nào có điếu thuốc không? Cho nó cầm, cho nó giống Tommy Sammy kìa. Cho tao mượn cái mũi đi. Uầy, trông đồ mà anh, trông nghệ mà. Được không? Được mà, trông nghệ thế. Trông nghệ lắm ạ. Vâng, em chú anh quả ảnh nào. Vậy à vậy. Tôi vừa hack được cái mũ của thằng Nhím ấy, trông mẹ cái mũ trông kiểu già vãi lăng thế. Già thật. Cười cái cái mũ này nếu mà trông tôi đội thì đẹp này. Buồn cười. Tôi có tôi đi tôi đội là trông giống được. Mafia ấy á. Dạ, đâu đâu quay vòng vòng mà. Đấy. Được không? Đéo nhìn thấy gì à? À có đấy, có thấy mà. Nhưng mà trông được không? Được mà. Vừa xuống sân bay một cái là có người ở bên EA họ đón luôn. Cái giải EA này là giải FC Online Profest 23 do EA tổ chức. Họ phát cho một cái thẻ Influencer. Influencer có nghĩa là người đó. Người đó thế. Yes. Rồi bây giờ bọn mình sẽ về khách sạn các bạn nhé. Tưởng là phải đợi cái đoàn ở trong Sài Gòn của hội đồng Chris. Qua đây mất khoảng 1 tiếng nữa, nhưng mà không, người ta bảo là sắp xếp xe cho về trước, còn đoàn kia thì sẽ tự về sau. Yes. Nên là tí nữa mình sẽ gặp Chris sau, bây giờ mình về khách sạn để check in đã nhá. Ôi. Mẹ ẩm lạnh thế. Người có chắc ảnh hưởng à? I love Korea. Lạnh đéo chịu được. Bây giờ khoảng 7 giờ sáng à? Mấy giờ rồi? 7 giờ, không 7 giờ sáng. 3 độ. Một tiếng sau khi bọn tôi hạ cánh, nhiệt độ bây giờ là 3 độ C. Cái chỗ này giống như được. Là ngày xưa tôi đi thi đấu nè. Ấm quá Quang ạ. Cũng ngay chỗ này ga luôn. Anh thơm đấy. Không có liệu đâu mà. Được áo luôn, vậy là được áo luôn. Hàn đấy.
như người bản địa ấy nhờ. Ờ, như người bản địa ấy. Được em ạ. Đâu, làm lại. Ông làm cu te lên đi. Thở cái ánh luôn kìa. Cảnh sát à? Rồi, sai đến rồi. Ôi. Cảnh sát à? Mẹ, lạnh quá. Đây rồi. Đây sẽ là xe của bọn mình. Mẹ đúng không? Thường. Không phải mẹ à? Tưởng phải đón anh em tôi bằng mẹ cơ chứ. Ôi giời, huynh đai đùa nhau. Lạnh quá nhỉ mày. Nhưng phải bông mạnh cái chứ nhờ. Lạnh quá nhỉ mày. Chết mất nhỉ mày. Thế là bây giờ mất 50 phút để về đến khách sạn. Ôi lên xe cái ấm hơn bao nhiêu ấy. Thế dưới lạnh đéo chịu được. Nhưng mà cái lạnh 3 độ ở Busan vẫn thua mà em. Cái lạnh khoảng 5-6 độ ở trên Cao Bằng. Cao Bằng lạnh kiểu lạnh. Nó là lạnh kiểu núi đá nên nó buốt ấy. Lạnh ở đây là lạnh theo kiểu xe xe hanh hanh. Hoặc là tại vì đi về nhím nên là kiểu cảm giác nó được ấm áp. Tối mà lạnh quá thì anh em ngủ chung nhau nhé. Ờ, tối anh em quấn chăn nhá. Ừ, 3 thằng lên quấn với nhau ngủ cho ngon nhé. Có gì xem theo con đại bàng. Rồi, lịch ngày hôm nay bọn tôi cũng hơi buồn cười. Vừa đến một cái là bọn tôi tưởng là về khách sạn nhưng mà không phải. Bọn tôi sẽ đi chụp ảnh profile trước. Tại vì bọn tôi cũng đá mấy cái trận giao hữu ở trong cái giải này. Giao hữu với cả các influencer khác của các nước khác. Có cả Trung Quốc này, có cả Hàn này, Thái Lan này. Ừ, bọn tôi sẽ đá chia ra đá giao hữu, sau khi đá giao hữu xong thì tại vì đá giao hữu với cả các nước khác cho nên là bọn tôi cũng phải chụp ảnh profile. Tôi ngủ tôi ngáy đó. Xong cái ở đây 3 giờ chiều. Mẹ, tôi là một cái thằng ngủ dạo này tôi bắt đầu tôi ngáy rồi anh em ạ. Ờ, ngày xưa tôi ngủ ngoan quá nhưng mà vợ tôi là dạo này bảo là anh ngủ là anh ngáy hơi to. Mà tôi đéo hiểu sao. Ờ, hồi đó tới giờ thì đéo ngáy nha, nhưng mà bắt đầu là khoảng tầm 1-2 tháng nay là bắt đầu ngáy rồi. Bắt đầu là ngáy rồi. Người ta cho check in khách sạn. Và sau khi check in khách sạn xong thì tối nay như không có chương trình gì cả. Tối nay bọn tôi đi uống rượu nhỉ. Ok. Ừ, hôm đầu đến cũng phải liu tui diu làm tí. Làm quen với không khí. Làm chút rượu cho nó ấm người. Hợp lý. Chắc tôi nghĩ chắc là do tôi chơi với thầy anh em. Xong rồi học theo cái tính đó. Thôi bây giờ chắc là tôi nghỉ chơi với thầy đi. Thì cái ngủ ngáy không còn nữa. Ở trong tim là ngủ ngáy mà to nhất là thầy Unip. Đó, thầy Unip là giống như là gọi là một cái xe, gọi là xe container hay là một cái xe gì đó to lắm anh em ơi. Ý chứ. Phá cái văn hóa ở đây chưa? Đúng rồi. Hôm nay bọn tôi xuống sân bay thì có mấy bạn fan, các bạn ấy mua rất ít đồ. Bạn bảo không biết mua gì nên mua đồ ăn, sợ các anh đói. Quẹ. Bánh xương bò anh ơi. Bánh xương bò à? Ui, có một cái kiểu. Tiền chán à? Ui, dài đấy. Tâm thư à? Để đọc sau. Xem có bánh gì, bánh xương bò à? Đưa hủ bánh xương bò. Cái này là cái lúa. Không à, lúa cái đéo gì, cái này là cái túi giữ nhiệt. Các bạn ấy bảo là bên này lạnh lắm. Nên là đến khi anh bóc cái túi ra, anh cầm ở tay hay là anh nhét trong túi thì nó sẽ ấm người. Cái này nhìn ngon vậy. Kiểu sungoku ấy. Đây là quẩy. Đó, xem túi quẩy. Mẹ, cái đéo thì quẩy bảo ngon lắm. Ua, có quẩy to vãi trưởng ạ. Bánh chuối, chuối trung thu đây là bánh chuối. Đây bên hàng người ta có ăn bánh chén nhất tính của người ta. Đây là cái bữa cùng. Bên hàng đấy người ta ăn bánh vặt hết rồi. Anh em ở bên hàng nha. Mẹ tối thế. Anh em ở bên hàng mà có mấy cái tiệc cửa hiệu tiện lợi mà của người Việt á, anh em nhập bánh chén của tạp hóa hai chị em về bán cho người hàng ăn thử. Còn không thì tôi nghĩ là những anh em mà đi xuất khẩu lao động cũng nhớ bánh chén đúng không? Thèm bánh chén Việt Nam thì đây tôi nhập qua cho. Tôi nhập qua cho mấy cái chỗ mà cửa hàng tiện lợi bên đó anh em bán lại ha. Được đấy. Đi vào hầm. Em ăn bánh không em? Khi tôi giơ cái bánh này lên mọi thứ sẽ bừng sáng. Rồi. Rồi tôi thích ăn mấy cái bánh kiểu bánh gato, bánh kem kiểu như này này. Em ăn bánh không? Ăn nó bị ngon. Rồi quên cất đi. Nãy vừa lên xe chương trình này còn đưa cho mỗi thằng một chai nước lọc với cái ít bánh đấy. Ui, găng ăn đổ càng ngày càng trắng nhờ. Ui, Busan đẹp thế nhở. À, tôi tẩy, cỡ nào tẩy cũng đéo trắng được. Giờ chỉ có làm găng sứ thôi. Mà làm găng sứ thì thối mồm. Đúng lúc mặt trời lên nữa. Thế... Trông
đẹp đéo chịu được. Ngon. Mày đã đớp rồi. Nhưng mà nhiều đường quá. Nhiều đường sao nó mới ngọt quá? Ngọt. Ngon. Bái cà liền. Trong anh Quang mới giống người bán đĩa Hàn Quốc này. À. Lạnh thế nhở? Tôi nhận ra chỗ này rồi các bạn ạ. Chỗ này là chỗ năm 2019 tôi đi sự kiện của bên Imo và dẫn mấy thằng em đi sang bên đấy thi đấu. Chuẩn mẹ rồi, không khác được. Thế là lần này nó vẫn là cái hội chợ G-Star này. Anh nói thiếu, giải đó là anh em mình được Á quân thế giới. Anh nói thiếu anh trai, Á quân thế giới nha. Đây, nó ở đầu bên này. Chuẩn luôn các bạn ạ. Còn bây giờ bọn tôi sẽ vào để chụp ảnh profile đã các bạn nhé. Ui, vào đây cái ấm thế. Phòng như kiểu phòng tập nhảy ấy nhỉ. Cậu tôi treo áo kìa nhỉ. Kiên chán là. Sau khi mà nghe các bạn phổ biến xong thì tóm tắt lại là ngày hôm nay có tôi với cả thằng Nhím sẽ chụp profile. Ngon anh mình. Đấy nha. Còn thằng Quang Bạch thì ngày mai mới được chụp. Nhưng mà tại vì lịch check in khách sạn ấy là 3 giờ chiều mới được check in. Cho nên là bây giờ bọn tôi sẽ lêu hêu ở đây đã. Và nếu như mà được check in sớm ý, thì họ sẽ đưa bọn tôi về khách sạn check in sớm. Còn nếu không thì bọn tôi sẽ ở đây đến khoảng 3 giờ chiều. Đây là một cái phòng chờ trong phòng media đây. Liền ở đây từ đây tới 3 giờ á. Đấy, thì nếu bọn tôi sẽ make up ở đây. Sơ online đây mình. Make up ở đây xong là bọn tôi sẽ ở đây xong là bọn cảm tôi chụp ảnh profile thì bọn tôi chụp nhiều rồi nên tôi nghĩ là sẽ chụp nhanh thôi, làm mấy cái dáng kiểu xem tay vlog bọn em tạm tên chửi nhau nữa. Đúng. Thì nó đưa lên giải đấu, thế là xong. Thì vlog mà anh em cũng phải tâm tâm mà cãi nhau cho được. Wow. Từ ăn sáng bên Hàn thì người ta hay ăn bánh này. Thế à, bánh này gọi là bánh gì? Sandwich anh ạ. Sandwich à? Ừ. Anh lại tụi mày. Cà rốt này. Tại vì cái bánh này trứng này thì ăn kiểu healthy á. À hả. Hay nhở, ăn ở đây luôn à? Dạ đúng rồi. Ui, ra lấy nước. Nó bị chỉ chém nhau con mẹ nó đi. Ui, tao chưa ăn cái bánh này bao giờ. Lấy số lấy má đi. Ừ, trông nó buồn cười quá. Cho bằng chân cố. Đây các bạn, bánh này các bạn gọi đây là bánh sandwich. Sandwich à? Ui, buổi sáng này tôi lấy một cái lon nước ngọt à? Curry này thì tôi uống trên stream suốt rồi các bạn biết rồi đúng không? Nước ngọt nó là kiểu dạng nước điện giải để dành cho người tập thể thao hoặc là hoạt động mạnh, hoạt động nhiều. Mất nước ngọt. Chống mất nước. Uống ngọt ngọt này, nước này uống ngọt ngọt này. Uầy, nó vẫn y hệt như thế. Vị thăm thăm. Nó đóng lon thôi. Còn đây là cái bánh sandwich. Mà nó là lạc nha anh em. Quan sát đi nhím. Thơm mùi nó mỡ mỡ nhỉ. Ok, mình ăn thử các bạn nha. Nó là hai cái bánh mì gối. Xong ở giữa nó sẽ có cà rốt này, có trứng này với cả là có dưa chuột. Đấy. Ở trong ngon quá nhỉ. Tôi nhìn là như thế. Ở đây nó sẽ có một cái để mình mở. Nhưng mà thiếu tương ớt. Rồi, xong rồi là mình ăn. Thiếu tương ớt chiên xu, không ngon. Thiếu tương ớt chiên xu, không ngon. Cá vị béo cả. À, thấy mỡ mùi ấy mì. Xong rồi nó còn có thêm tí thịt nguội nữa. Không, chính ra tôi đi bao nhiêu nước rồi nha anh em. Tôi thấy là Việt Nam mình là ăn mặn nhất. Cũng ăn nó cũng thơm, nhiều cà rốt vậy. Ăn cái gì là cũng phải có chấm hoặc là có cái gì đó nước chấm ăn kèm. Việt Nam mình là ăn mặn nhất. Có khi em đã tìm của anh. Ăn thì béo nào. Ăn nó nhạt mà nhỉ. Nó lạnh nó lắm ấy. Ừ, tạm thế. Nó nóng rồi. Như nào? Đây như nào? Bây giờ như nào? Mỗi ông ăn hết nửa cái. Ui, thực sự là bây giờ mới được hưởng một tí không khí của Hàn Quốc. Dã man thực sự. Đẹp tôi đang muốn kiếm một cái chỗ đường nào đấy để có thể hút được pot.
xong rồi người ta dẫn ra một cái chỗ trông xa vãi cả trưởng. Lạnh quá. Thằng nào rút điện thoại xem bây giờ mấy độ được không? Uầy, nắng à, kiểu nắng mà như này 5-6 độ à? Đẹp giờ 4 độ à? Nắng mà nó lạnh đấy. Bên trong tôi mặc mỗi một cái áo cộc tay ạ. Lạnh thế nhở? Lạnh béo chịu được. Ồ, lạnh quá má ơi. Ôi, lạnh béo chịu được thế. Chết người đấy. À, đây ngay gần cái trung tâm thương mại. Cái gì nhở, đọc là gì nhở? Đây, cái trung tâm thương mại mẹ trung tâm thương mại mà năm trước mà tôi đi mà thằng Tú Đụ mua được cái áo ấy. CCGE đéo gì? CCGE. Áo phao bây giờ vẫn mặc luôn. Nghe bọn tôi đang tính là nếu như hôm nay media day mà nhanh mà bọn tôi chưa được về check in khách sạn thì chắc là bọn tôi ra đấy ngồi là hợp lý nhất. Lêu hêu đấy còn hơn là đây lạnh đéo chịu được. Ủa? Đẹp. Đây là cái áo mà mình sẽ mặc để chụp ảnh media day. Ủa to thế nhở? Ủa anh tắm cho mày luôn đấy. Ừ. Có người Birmingham luôn. Bạn nhìn outfit của tôi này. Chụp được vãi lì nó. Đẹp chưa? Tôi vừa mượn được của em nhím quả áo. Công nhân nào lấy giùm em đi ạ? To đéo chịu được ấy. Đây là anh Hiệp nha anh em. Đây là anh Hiệp chồng của chị Thảo mà tôi hay gọi đó. Đó, FC Online nha anh em, FC Online thì gặp anh Hiệp. Trụng thì đéo nào nhỉ? La Liga. Trông đẹp đó chứ. Mẹ này, áo đéo lòi mẹ cả ti ra này. Nhân viên du lịch. Đây, đừng quay xe. Xe cái này vào trong, nhìn đằng sau. Nhưng mà tí nữa chụp có đeo này đeo đâu nhỉ? Dạ không. Không đeo đâu đúng không? Người vừa đi tập nghiêm mặc mấy cái bộ đồ này đẹp lắm. Không không đeo thì trông giống công nhân hơn. Với bàn may là đấy. May không nhỉ? Anh qua đây làm cái sống như kiểu bọn dân sự có lao động được á. Cay đéo chịu luôn. Sau khi make up trang điểm đẹp trai xong thì anh em tôi sẽ đi chụp hình. Hôm nay có mỗi tôi với cả nhím chụp thôi. Ây da, chuyên nghiệp quá nhờ. Start. Chưa có thấy cái mục thân thể. Lại bái. Cố lên anh ơi. À, xí kiểu gì anh đủ có một kiểu ve như thế này. Kiểu anh nhớ đây. Ok, good. It's done. Yeah. Thôi, ngon quá. Đúng rồi, để anh làm. Nói gì đó giờ là em xuống rồi. Ok. Bye bye. Má chính ga nhím mà đi Hàn Quốc rồi nhưng mà vẫn nhớ đến bạn bông mai ở Việt Nam nha. Cái kiểu này là cái kiểu chích vào ven của bông min nè. Ờ. Vẫn nhớ đến bạn bông min. Mày cười lên xem nào. Mày làm cái dạng đấy nhưng mày cười lên xem nào. Cái mày môi à. Môi hồng thế. Tôi tưởng là chụp lâu lắm. Tôi với thằng nhím vào mỗi thằng phang đúng 2 cái ảnh xong. Hết mẹ rồi. Xong rồi nếu như mà bọn tôi chụp xong rồi thì theo lịch là bây giờ bọn tôi sẽ đợi đây đến tầm 3 giờ chiều. Hay tại anh em kiểu chụp đỉnh quá nhanh nhỉ. Ừ, anh em giống người mẫu của anh. Vào phang bò phát là xong mẹ rồi. 5 phút xong. Hài thật. Ui, đông quá liền vậy. Ui, thật là tuyệt. Bọn tôi đang vật vờ ngủ ở đấy thì bên chương trình họ báo là có một ít phòng khách sạn. Có khoảng 3 phòng khách sạn. Nên là giờ bọn tôi được về trước. Nhưng mà từ chỗ mà bọn tôi tập trung đến khách sạn là bọn tôi phải đi bộ. Nó chỉ một đoạn ngắn ngắn thôi.
thích vãi. Mặt còn đang hơi sưng thì ôi, thế chính ra là khách sạn này của tôi ở chỗ đẹp phết đấy chứ. Trung tâm ngay luôn. Gần. Vừa gần chỗ Ấn Độ đi đâu á, Ấn Độ đi xuất khẩu lao động các bạn. Bạn lâu quá mà không theo dõi Ấn Độ chắc bạn không biết đúng không? Tôi tổ chức sự kiện lại Ấn Độ đi Hàn Quốc rồi bạn. Thương mại. Không có làm livestream nữa. Tuyệt vời. Các bạn chỉ làm vlog thôi. Một tuần đăng một tập cho anh em tụi tôi xem nè. Ở nhìn New York hả em? Như New York luôn à? Ui, chỗ này mà chụp ảnh là đẹp vãi lìn này. Ui, Porter kìa. Ui. Dạ. Mà con này cổ. Porter Mucher, đẹp vãi. Tôi bắt đầu thấy một số hạn chế của con này rồi đấy. Chính là con GoPro nhớ lúc nó cơ động về góc quay hơn là con này. Đúng con mà. Này nhiều khi quay mẹ xoay trở hơi khó. Ô, khách sạn đây luôn á? Ui. Tuyệt vời chị ơi. I love Ocean Blay. Ui, cái sảnh to hết. Centum Victoria Hotel. Ha phun nha. Ui, chính ra khách sạn gần vãi. Mai chỉ cần đi bộ sang đường một cái là đến nhà luôn. Thật tuyệt vời. Đi trước đây. 6 giờ gặp nhá. Cần gì thì nhắn nhá. Vâng. Bye bye. Một ba không sáu là mình rẽ phải. Đẹp quá chứ. Ủa, khách sạn bên đây có máy lạnh không ta? Trời ơi, cuối cùng cũng về đến nhà, à, đến khách sạn rồi. Thật tuyệt vời. Sạn bên đây có máy lạnh không anh em? À có nè, vẫn có máy lạnh đó. À, rồi, giới thiệu tất cả các bạn. Đây sẽ là khách sạn mà tôi ở trong vòng 5 ngày ở Busan. Đây có quả giường này. Ở trước giường này thì sẽ có một cái... Tôi đéo phải cái tivi ạ. Từ lúc mới đầu tôi vào tôi tưởng đây là cái tivi ạ. Nhưng mà không phải. Đây là một cái gương. Xong rồi ngoài này nó sẽ là phòng khách. Cũng bếp luôn à. Cũng lạnh luôn. Ở đây luôn. Có một cái giống homestay hơn. Ghế để ngồi trông đáng yêu phết. Còn bên này là tivi, tủ lạnh với cả bếp. Còn đây tôi nghĩ sẽ là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh to. Có giò sạch lớn. Có đây giò sạch đâu sinh. Bên Hàn Quốc có. Có bồn vệ sinh này. Ui, có máy giặt, máy sấy luôn kìa. Ui, có cả chỗ giặt ở đằng sau lưng tôi luôn này. Đúng nhỉ? Đỉnh đó giờ. Ừ, đúng đấy, mẹ cái sạn có như thế này chứ. Trời, cái sạn có đúng đúng chán luôn. Mình có thể tự giặt được. Dê thật tuyệt. Bây giờ tôi tẩy trang, sạc đồ rồi là đi ngủ một cái. Theo lịch thì 6 giờ chiều vẫn tập trung cơ. Và tôi còn chưa ăn trưa. Lúc ấy tôi ngủ ngon quá. Ôi, tôi không nghĩ được là tôi ngủ ngon như thế luôn ấy. Nuôi mọi người bảo là tôi ngủ ngon quá nên là không ai gọi tôi dậy ăn trưa cả. Mọi người đều ăn. À đây. Đây các bạn. Nhìn cái view này. Đây là cái view nhìn ra cửa sổ của tôi nhá. Di sô đúng không? Bên dưới này có một cái bãi đất thế trông trống dã man. Tôi cũng chả biết nó tại sao nó lại trống như thế. Nhưng mà các bạn nhìn đây. Đây là cái trung tâm thương mại Shinsege gì gì đấy mà năm 2019 bọn tôi đi. Đây là một trong những trung tâm thương mại. Hình như đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở Hàn Quốc hay là ở thế giới nhỉ? Chắc là ở Hàn Quốc, tôi nghĩ là như thế. Tuyệt vời vậy. Ui, với cái view này tôi có thể đặt một cái tablet. Trông khá là đẹp để buổi tối nó lên đèn. Ui. Dê, thật là tuyệt. Nào bên đây mà bắt taxi hơi khó này mà. Bây giờ tôi đi ngủ đã các bạn nhá. Và tí nữa 6 giờ dậy đi ăn thì tôi sẽ quay tiếp. Dạ. Quang trông mẹ những người mẫu ấy nhỉ. Bây giờ là 6 giờ tối và bọn tôi hôm đầu tiên ở Hàn Quốc thì sẽ đi ăn tối với cả đoàn. Từ đầu tôi cứ tưởng là sau mỗi cái buổi đi ăn như thế này là sẽ ăn với cả các nước khác. Hôm nay tôi gặp hội Thái Lan, hội Trung Quốc. Nhưng mà tính riêng đoàn Việt Nam thôi đã khoảng 20 người mẹ rồi thì thôi mình đi ăn với bọn nó làm đéo gì nhỉ. Tự đi ăn cũng vui. Ở bên Hàn Quốc thì được cái là nó có mấy cái cửa hàng tạp hóa tiện lợi kiểu như này. Trong nó sẽ có mì tôm, có xúc xích, có cánh gà các kiểu. Nên là nếu như đêm đói thì mình có thể mò đây mình ăn được ấy. Đồ ăn cua. Có quán tên cua. Chris nó mới chỉ tôi có quả quán tên là cu. Trông khó chịu. Trong lúc cái thời điểm tôi đi mà nó vắng nhưng mà giờ đông này. Ở đây mà chỗ nào sửa đường nó có cái hình sửa đường này trông đáng yêu. Năm 2019 tôi đi nó vắng lắm em. Cu te vậy cứt.
Giờ quán, thấy Busan đông này. Hàn Quốc hay có mấy kiểu quán ăn, quán nhậu xong rồi quay quay cái bạt vào nhờ. Xong rồi ngồi nhậu cả đêm ấy. Trông thích vậy đấy. Hôm nay mình ăn ở đây luôn à? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Dịch đó, chưa, lúc đó đi đã dịch đâu. Không, chưa dịch, nó chưa dịch. Quán xá nhân viên nhiệt tình phết đấy. Đúng kiểu quán nhậu bên Hàn. Ui, vào đây ấm vãi. Thích thực sự. Nay tối đầu tiên ở Hàn Quốc nên là ăn uống đơn giản thôi các bạn ạ. Thịt nướng nữa. Kim chi này, giá đỗ này, rau dưa này, nước mắm này. Mong tin không? Anh Độ kiểu gì cũng kêu ra một bát cơm, một bát cơm trắng. Tỏi này. Đấy. Thịt mà hả? Thịt hình như con heo này về là người ta mừng, người ta ấy là luôn đéo ướp luôn hay sao? Ngoài ăn tí rau, tí bún, tí nướng, lưu tí riêu thì bọn tôi có làm thêm chai rượu. Rượu gạo. Chai thì nồng độ nó có 6% thôi. Bằng bia. Có nghĩa là theo lý thuyết ấy, bình thường nếu như mà đi uống bia cỏ anh em uống được 10 cốc ấy. Tôi đi Ấn Độ bao nhiêu năm rồi anh em? Thì mỗi thằng phải uống được khoảng 3 chai này. Tôi đi mà công tác với anh tôi bao nhiêu năm rồi, không lẽ tôi không biết. Rồi, mà cả nhà nhớ, mà cả nhà nhớ. Nhưng mà ở đây là người ta sẽ uống hết luôn à hay là? Quán nào mà không có cơm, không ăn. Quán nào phải ít nhất phải có cơm. Đó. Người ta sẽ uống hay là xỉu đấy anh? À hay là xỉu à? Mẹ chưa, chúng mày được ăn cơm chưa, tao chưa ăn gì cả. Ê, chính gia soju mà anh em pha với gia cun uống cũng ngon lắm nha. Soju ấy, soju mà anh em pha với lại vô cun ấy uống ngon phải liền luôn. Tôi nghĩ là ngon hơn gụ gạo nè. Mình vẫn có sôi vò cơm rượu không? Giống cái men của cái ủ rượu ấy. Vâng. Cơm rượu đúng không? Ăn uống thì ngon đấy nhưng hơi đói. Ngon. Đúng ngon mồm nhưng mà hại. Mà vào miếng thịt mà trông trắng như vậy. Đây ăn đéo có bát à? Theo như mọi người giới thiệu thì đây sẽ là bát của mình luôn. Nhưng mà hình như là mọi người lừa tôi. Còn tôi đang nghĩ là đây là bát của mình. Nhìn nhưng mà nhìn nó trắng quá. Ít nhất nó phải vàng vàng tí. Ăn được à? Ui, thế sao đéo nói hả Quang? Em ăn thì ngon quá rồi em quên mất. Tuyệt vời quá Quang ơi. Rồi mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Em mời mọi người. Em mời cả nhà. Nó đéo có một cái vị luôn ấy. Trời ơi, nhạc quá thật tuyệt vời. Sao giá này lại nướng lên nhỉ? Kỳ ta. Tôi tưởng giá này ăn thẳng luôn nhá. Đúng ăn thẳng luôn à. Thôi tôi ăn với hành được rồi bạn ơi. Ăn với giá nhạt lắm. May là có cái đầu hành nó cứu chứ mẹ thực sự các bạn là cái thịt này nó đéo có một cái vị gì luôn. Kiên chán nào. Bây giờ có phải tại buổi trưa tôi không ăn không? Nhưng mà ăn ngon lại rất là bên này nó lạnh nên là ăn mấy cái đồ nướng này nó bị hợp ấy. Thôi lại phải uống thêm hớp rượu nữa. Trông ngon vậy. Biết là thịt lợn hay thịt bò nhưng mà tôi thấy Chris bảo là thịt bò bên này nó đắt lắm. Được ăn thịt bò bên này là sang chảnh đấy. Đây buồn cười vãi, kiểu cho mọi người một cái bình nước lọc trông kiểu đúng kiểu bình để bú ấy. Xong rồi cho mọi người một quả cốc trông buồn cười với quyết để rót nước lọc ạ. Quay bây giờ tôi ăn thịt gì cũng vậy nha, tôi chấm với lại cái nước sốt mà hải sản á mà nó kẹo kẹo mà nó xanh xanh đấy. Anh em chấm gì nó cũng ngon cơ. Không ăn với muối tiêu chanh nữa rồi, muối tiêu chanh là lạc hậu rồi. Chấm với muối. Quả chín rồi à? Muối hải sản. Holy fuck. Ngon. Em ơi, được quá em ơi. Đấy để vào bát này cho anh. Chấm thịt cũng được mà anh em ăn gì cũng ngon cơ. Anh em cứ ăn với mấy cái thịt nướng này là số 1 luôn. Ăn được rồi đấy anh em. Được anh em ơi. Ăn giống rồi. Bắt đầu có vị đấy. Nãy đéo có cái vị gì. Ôi bắt đầu tôi cái bát nước chấm này ngon này. Sau khi mà thử xong thịt ba chỉ không ướp gì cả và thịt ba chỉ đã ướp qua, bây giờ bọn tôi chơi đến phần thịt cổ. Thịt cổ là một cái phần mà nó có đâu đấy khoảng 10% là mỡ thôi, còn lại thì thịt nó sẽ ngang thớ, xong rồi nó dai dai và nó cũng đéo ướp một cái gì cả, nhưng mà trông có vẻ là rất chi là ngon.
À, tôi vừa mới gọi bát cơm. Và những hạt cơm ở đây làm tôi gợi nhớ lại chuyến đi Busan vào năm 2019 khi mà bọn tôi đi ăn đồ ăn local food ở đây. Mẹ, mà đúng hạt cơm kiểu như này luôn. Nó nhão, nó to, xong rồi nó kiểu bị dính vào với nhau ấy. Trong bát cơm vừa nhão vừa to nên là tôi với cả Chris phải chia đôi nhau. Uầy, đây miếng thịt cổ đâu. Cái này à, cháo chứ nhỉ, cháo như là thịt chứ. Tiền các bạn ạ. Nhão quá là liền. Nhạc là đá, nhau có một cái vị gì cả. Không, cũng cực khô đấy, cũng khô đấy. Cũng khô đấy nè mày. Anh nghĩ gì cà về hương vị của rượu? Hả? Anh nghĩ gì về cái hương vị của rượu? Rượu bên Hàn uống nhẹ lắm. Rượu bên Hàn uống nhẹ lắm. Nói thiệt với anh em luôn, tôi đi Hàn 2 lần rồi mà. Tất cả những loại rượu Hàn tôi thử hết. Không? Nhẹ hiu, không bằng mẹ Ba Kích với lại là chú Tây chú ta Việt Nam mình đâu. Anh em tôi hôm nay ngồi lưu tiêu siêu thế là được rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi phải té để cho quán nó còn có hội khác nó vào. Ui mẹ, làm ra thì cái không khí nó khác hẳn á. Trong ấy mẹ toàn khói là khói thôi. Tuyệt vời vãi đái. No đéo chịu được. Yeah, Kasamita. Má lạnh như này trông thích nhờ. Không, Kasamita là cảm ơn đúng không? Mặc đồ hả? Ôi ăn uống nhậu nhẹt xong rồi giờ chắc là bọn tôi về khách sạn nghỉ ngơi được các bạn ạ. Sáng mai 8 rưỡi phải tập trung rồi. Bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Bye bye. Thôi mua béo rồi về khách sạn đi. Cần thì tối anh em mua cái này mở 24/24 mà. Tối nhím ăn chuối anh cũng được. Hello các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ hai mà mình ở Busan. Nay thì nhiệt độ đỡ lạnh hơn rồi. Nãy mình ngủ dậy mình xem nhiệt độ thấy có 6 độ thôi. Không như qua 1 độ lạnh hơn nhiều. Hôm nay thì bọn mình có cái lịch đi tổng duyệt và test ngoài ở bên khu vực thi đấu. Nhưng mà trước khi mà đi ra khu vực thi đấu thì bọn mình phải đi ăn sáng trước đã. Ban tổ chức có hẹn là 8 rưỡi tập trung ở dưới sảnh để tất cả mọi người đều đi ăn sáng. Sáng nay thì bọn tôi có khá là nhiều lựa chọn để ăn sáng. Nãy bên chương trình có báo lại là có thể ăn cơm canh kiểu Hàn Quốc, có thể ăn kimbap, có thể ăn sandwich hay là có thể ăn cái đéo gì nữa. Nhưng mà cuối cùng thì bọn tôi chọn được kimbap cho nó dễ. Ngày thứ hai ở Hàn Quốc thì bọn tôi bắt đầu làm quen được với cả cái không khí lạnh và cái thời tiết ở đây rồi. Chính ra ở đây các bạn, thời tiết trong lành phết. Ngày hôm nay nó đỡ lạnh hơn ngày hôm qua. Sáng anh ngủ dậy thấy sảng khoái 6 độ. Ủa chính ra là ăn sáng ngay đối diện khách sạn. Ủa có phở, có đồ nước. Có phở à? Ở ha. Ủa kiếm bạp xếp giống như cu vậy. Giới thiệu các bạn, đây sẽ là cái đĩa kimbap của mình sáng nay. Trong này là chua, có chua. Thanh cua. Thanh cua này, đây là xúc xích này, cà rốt này, trứng này. Với cả cái rau đéo gì ấy. Ăn kèm này còn có hình như đây là củ cải hay là su hào gì đấy. Xoài. Với cả là kim chi. Này em nghĩ chắc là xoài chín ngâm. Một thứ không thể thiếu ở bên Hàn Quốc. Mọi người một đĩa này hả chị? Ủa. Trời ơi. Đi chồng bảo mọi người bạn gì trong một bát canh á. Mời cả nhà ăn cơm ạ. Gừng á. Mời cả nhà. À. Hột tô kề. Cũng ngon lắm. Diễn diễn á. Ngon này nhờ. Tưởng mỗi người đĩa kim bắp thôi xong rồi lại bây giờ mỗi người một đĩa mì nữa. Bát canh đấy anh ạ. Đó không, đây người ta gọi là một bát canh. Cái này với cái kim bắp đó hả? Và một suất này là 10.000 à?
10.000 là bao gồm một đĩa kimbap với cả một cái này. 10.000 là bao tiền ta? 10.000 đô. 180. Ờ. Ghé à? 180 cành. Được chứ. Cái kimbap này ngon nhỉ? Những bác kiểu cái ông gì cũng thích tôi. Cho một sợi vào trong. Ôi, sao nhìn thấy không ngon có một tí vị nào nhỉ? Cái này thì chắc chắn nó là sợi mì đúng không? Ủa, cái này thì nó là như kiểu là đậu phụ. Anh em đi du lịch ăn sáng có 180 mà không ghẻ nữa. Gì ghẻ anh ấy. Xong rồi ăn thì kiểu nó bị nhạt nhạt đấy. Chiêu à? Ăn được mấy kiểu? Ăn được hết đĩa kimbap là mẹ cả một sự cố gắng ạ. Theo suất ăn sáng thì sau khi mà ăn sáng xong rồi mỗi thằng được thêm một ly cà phê nóng nữa. Cà phê nóng nhưng mà lại là đóng lon. Trông cute đéo chịu được. Mất của anh đâu. À, nó là cà phê sữa. Nhưng mà nói thật là nếu như mà để nói về cà phê ấy, thì Việt Nam vẫn đỉnh cao hơn. Uống cà phê Việt Nam vẫn là một cái gì đó thơm hơn, đậm đà hơn. Bây giờ thì bọn mình sẽ ra khu vực thi đấu để test máy với cả luyện tập các bạn nhé. Để ngày mai còn đá. Anh liền 180 mà còn chơi bỏ mắt nữa, chịu ấy. Một nền đất nước phát triển như thế này. Mẹ nắng lên rồi nhưng mà vẫn thấy lạnh nhé. Kim bóp là cái đó có 180 quá rẻ rồi. Sao lại vắng thế nhở? Hôm qua giờ này là đông nghịt mẹ xe rồi đúng không? Giang ơi. Đâu nhở? Mà xem vlog với anh nè. Tôi vừa nghe qua cái lịch. Bây giờ bọn tôi sẽ di chuyển từ cái phòng chờ. Ngày xưa anh cũng đi Busan này còn là lúc chưa quen em. Cái phòng luyện tập. Lúc chưa quen em mới anh đi Busan. 12 giờ trưa sau đó ăn trưa rồi tập. Năm đó là năm 2019 đó giờ. 3 rưỡi chiều. Rồi sau đấy tổng duyệt. Và nó sẽ chia ra mỗi phòng là 2 người. Chưa có vợ. May quá tôi với cả một bạn YouTuber Việt Nam chụp hình với vợ. Sẽ ngồi tập với nhau. Đây là cái chỗ là ngày mai sẽ tổ chức sự kiện các bạn. Đây là đằng sau cánh gà. Bây giờ bạn này bạn đun đúng không? Bạn này bạn đun đúng không em? Bây giờ bọn tôi đang ở trong phòng luyện tập. Cái phòng này thì ở ngay đằng sau cái chỗ sân khấu thi đấu luôn nên là nó hơi ồn một tí. Có rất là nhiều cái giải La Liga, giải League One này, giải Bundesliga này. Thì mỗi giải sẽ có một cái phòng và trong đấy có 8 KOL đến từ các nước. Sân ngồi luyện tập ở đây chỉ có 2 cái máy thôi nhưng mà phải luyện tập thay nhau. Hiện tại thì mấy ông Thái Lan, mấy ông sẽ tập trước. Xong rồi bọn mình sẽ ngồi lê hêu ở đây. Xong rồi tí nữa đến lượt bọn mình vào setting nút rồi các thứ. Ở đây người ta cũng cấp tài khoản luôn để ngày mai bọn mình thi đấu bằng chính cái tài khoản đấy luôn. Nên là hôm nay chắc là chỉ có setting nút là chính. Chứ còn luyện tập thì mẹ 8 người chung 2 cái máy thì trông vẻ hơi toan. Ủa ơi, toàn tiếng Hàn thế này. Người ta chuyển sang rồi, người ta chuyển ở trong tiếng Việt Nam rồi. Ai da. Bây giờ là thời gian để mình thay đội hình. Được đấy. Cũng như là setting lại nút để chuẩn bị ngày mai đá. Đội hình La Liga thì nó mạnh vãi cả trường rồi. Mình chỉ có một tí thời gian để kiểu... Đây rồi. Ây da mà nguyên bộ châm hết luôn à. Má nhiễm được cái đó đấy chứ. Cái áo châm hết hoodie đó. Đâu cái áo châm hết này phải gọi là hoodie không vậy? Ừ, hoodie. Hoodie đúng không? Tay dài. Tay dài mà cái này cũng khoảng 50 củ. Cái nón mà thêm 30 củ nữa. Ê, một cái mẹ đâu ra? À một cái là. Ừ một cái. Ba đâu... cái hồi nãy như là ba cái. Một cái. Đây từ từ nhá. Ok anh. Hình như em nghe búng 3 cái. Đây là tôi cố tình để thua để Chris búng để tạo content nhá các bạn nhá. Đúng biết nào, đúng biết nào. Trái phải. Nhưng mà em búng bằng chân được không? Không. Hả? Em ăn trước nha. Hả? Em ăn trước nha. Dạ em trước đi em làm đồ nữa. Ủa anh nghe luôn. Nghe mạch quá. Mày nhớ chứ, rồi tao trả tù quá. Ai cảm ơn dạ. Đau quá. Má. Ào, bây giờ là 11 giờ trưa rồi, sau khi mà luyện tập và bị Chris búng tay xong đau quá. Tôi nghĩ là phải chơi ký vào đùi non hoặc là chơi ký đầu mới vui chứ búng thì bình thường. Giờ bọn tôi phải đi ăn trưa. Đằng sau cũng phải chơi ký. Tập hết buổi chiều, xong rồi đến tối sẽ bắt đầu tổng duyệt. Đây là thằng vừa búng tay tôi xong đây. Nó đang chuẩn bị ăn lấy sức để chiều tôi búng tay lại nó đây. Mày ăn nhớ mặt tao nhá. Hai em vừa chơi. Đây là bữa trưa của bọn tôi. Nó là kiểu cơm hộp ấy. Nhưng mà trông nó có vẻ cao cấp hơn một tí.
Cơm gì màu trông lạ ta? Cơm giống như kiểu là gạo lứt trộn vô thôi. À, gạo lứt à? Ừ, gạo lứt ăn là giấm đơn luôn. Đây này. Ôi, bên này là canh. Còn đây là đồ ăn. Còn bên này là mấy cái đồ ăn kèm theo kiểu Hàn Quốc ấy, thì nó sẽ có rong biển này, sẽ có xúc xích này, xong rồi sẽ có kim chi này. Mới đầu tưởng nó dở nhưng mà ăn vào đéo nghi ngờ gì nữa. Nó dở thật. Tưởng dở mà ăn rồi dở thiệt. Trời, mẹ đừng nói trong này cũng là rong biển nhá. Dạ đúng rồi, rong biển cuộn nặng miếng. Em bị ngọng, em xin lỗi. Bạn nào ngon chế ăn miếng, mong miếng chơi game vậy? Thế đây chắc chả cái gì đấy. Em mới ăn thử nè, thịt viên. Ta bứt hết. Ngon quá nói sao. Masita. Ngon bãi á. Chôn nó Masita. Chôn nó Masita. Chôn nhập giỏi á. Thế là ngon vãi cả lìn nữa. Đúng rồi, ngon vãi lìn. Uầy, nhìn góc này giống lê bóng quá giờ. Đúng không, không? Nhìn góc này trông giống lê bóng thật sự luôn đấy. Giống luôn, mày diễn luôn này nè. Trời nó mặt xích à. Đầu không, đầu không? Nó nhỏ này. Cái gì bậy mà còn nó bự đâu. Không sao, vô tư đi. Ông người Hàn vẫn nói gì bình thường mà nó nhỏ thôi. Đúng là học bậy là học nhanh nhất rồi. Ủa bên Hàn chửi thề là mình chửi câu gì phải không? Ví dụ kiểu, ví dụ Việt Nam mình kiểu má nữa. Bên Hàn là nó sẽ là cái gì? Nói câu trông em xinh vãi cả đái, mẹ tiếng Hàn là gì? Chị ba. Chôn na dẹp ta. Cái gì? Chôn na dẹp. Dẹp ta. Dẹp bư ta. À, chôn na dẹp bư ta. Chôn na dẹp bư ta. Nhưng mà dùng cái từ đẹp á cho anh em mới được. Mì chó xó. Mì chó xó. À, yeah. Tuổi khác nhau. À. Dẹp bư ta là cho nữ. À. Nam là chai sang ghét ta. Chai sang kim. Chai sang ghét ta. Chai sang ghét ta. Nhưng mà bên Hàn nói chuyện là phải chu chu mỏ lên mới giống. À, quý chú nhỏ. À, sợ. Đấy. Khen anh kìa, chị đẹp, chị khen anh kìa. Ngày xưa tôi coi phim Hàn nhiều lắm. Rồi, tao quên mẹ cái câu ăn ngon là gì rồi đấy. Chôn nam mà chích tà. À, rồi, ok. Thì tao sao trêu đồng quang. Dạ, nhìn video mà nhớ. Chôn nam mà chích tà. Này giống lê bóng thiệt cái chứ. Lịch ngày hôm nay là chỉ quanh quẩn ở đây thôi các bạn ạ. Đớp xong cái là bọn tôi lại lên tập. Ngày xưa tôi cũng xem phim Nâng Hoa Nhà Hạnh Phúc. Tôi sẽ tổng duyệt. Thế là vừa xa băng. Lại tập à? Chiều nhá, chiều tập lại nhá. Ok anh. Ok nhá. Mẹ cay thực sự luôn. Tắm mà. Má em đã đéo biết dự khách gì cả. Ui, đẹp giờ. Việt Nam mình mà có chỗ trước sự kiện như thế này, Ấn Độ chắc một năm là mập lai hai lần á. Đây có sẵn quả đèn cổ vũ 1, 2, 3, 4, 5. Trông cute vậy. Đỉnh thật. Nhưng mà cái này tôi nghĩ là nó sẽ điều khiển từ xa, cho nên là hiện tại chưa bấm được. Có luôn số trên này, đây là số 357. Số may mắn vậy trưởng. Theo như mọi người báo với tôi thì sức chứa của sân khấu này nó sẽ là 2.000 người. Là nó xem với cả cái giải ao làng tổ chức vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên cái sân khấu này thì trông nó hoành tráng hơn rất là nhiều. Thì hôm nay là tổng duyệt nên là tí nữa bọn tôi sẽ có người chỉ cho về mấy cái đường dây ở trên sân khấu, là tôi sẽ đi lại như thế nào, xong rồi đứng ở đâu. Xong rồi tí nữa còn có mấy câu hỏi phỏng vấn để giả vờ bọn tôi phỏng vấn nữa. Còn về cái thể thức đá thì tôi thấy mọi người thông báo là mỗi giải sẽ có 8 người. Như bên mình là bên hệ thống giải của La Liga là có 8 người, bao gồm 2 Việt Nam, 2 Hàn Quốc, 2 Trung Quốc và 2 Thái Lan. Còn bên Chris là giải EPL. Bên thằng Quang Vodka là Bundesliga. Còn bên thằng Nhím là League One. Mỗi hệ thống giải đấy có 8 người và sẽ đá cặp với nhau. Đá 3v3, 2 trận 3v3 và 1 trận 2v2. Đấy là theo thông tin mà mình nhận được như thế. Tức là sẽ có một thể thức đá solo. Như thế nó cũng hợp lý. Tại vì nếu như đá solo mà mẹ bị các anh giai nước ngoài dã cho đâu đấy khoảng chục không thì cũng ngại. Còn nếu như mà đá thể thức đồng đội như thế mà nhỡ có thua thì mình còn đổ tội cho đồng đội được. Mà nó cũng đỡ nhục. Cũng hợp lý các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lên tổng duyệt các bạn nhé. Tuyển thủ Nhím đây.
À, chào tuyển thủ nhím nhá. Để trai thế giờ. À đây, đây cái thằng Thái đang mập mập rồi đúng không anh em? Đây 20 30 phút đã. Đi check thôi, đi check thôi, đi check thôi. Đi. Mà có cảm nghĩ gì khi mà em ngồi đây 1 tiếng rồi xong lại delay thêm 30 phút nữa? Em rất là khó chịu. Tại sao em delay? Mặt em khó chịu trông nhà nào. Biết lý do. Mặt khó chịu nào. Mẹ nó đi từ sáng đến tối ạ. Mẹ 6 giờ chiều rồi vẫn chưa tổng duyệt xong. Thì đéo hiểu mấy giờ mới xong. Lêu ha lêu hêu. Đói hắm hồi sáng đến chiều sao nhìn sáng như vậy? Ngồi đợi bao nhiêu lâu để tổng duyệt xong nó lại báo delay thêm 30 phút nữa. Thế là bọn tôi lại phải ra ngoài hút chích. Hư người thực sự. Smoke Arena. À đấy, bắt đầu có tí khói đấy. Mặt ngầu lên mà. Có mẹ nhìn thằng nhím trông giống với con nhân vật Delta ở trong mớ đục kích ngày xưa quá à. Cũng đeo cái mũ kéo kéo như này nè. Góc mặt cũng giống cơ. Nhân vật Delta ấy. Là một người kiểu đúng giờ ấy. Xong rồi tự nhiên bây giờ chương trình bị delay ấy. Cái giờ rất không được chuẩn ấy. Mày đúng giờ con quý. Chính ra lần này đi Hàm đéo được đi chơi mấy. Toàn loanh quanh với cái sự kiện này nên là có lẽ là về làm cái vlog kiểu tổng hợp thật là nhanh. Vèo phát thôi chứ. Vèo phát. Tổng duyệt xong thì bên chương trình họ bảo là hãy ở lại ăn cơm hộp đi. Nhưng mà quả cơm hộp trưa nay bọn tôi vừa ăn rồi. Bọn tôi thấy khó ăn quá. Nên là tầm này chắc là hợp lý nhất là bọn tôi sẽ về khách sạn. See you. Ủa lạnh thế nhờ. Quang check nhiệt độ. Hiện tại đang 12 độ C. 12 độ C à? Thế chứng tỏ là hôm nay đỡ hơn hôm qua chứ. Ừ. Hôm qua te tua hơn. Thế là bọn tôi xong việc ngày hôm nay rồi đấy. Ngày hôm nay mẹ thực sự các bạn là đéo làm một cái gì ngoài cái việc là chỉ ngồi trong phòng và đợi. Bọn tôi vừa được các bạn thông dịch viên các bạn giới thiệu một quán nướng rất là ngon mà lại gần khách sạn của tôi nữa. Ủa? Nhân viên vẫn nhiệt tình như ngày nào nhỉ? Được cái chứ? Quán hôm qua đúng không? Tôi cũng không lạ vậy anh em ạ. Hôm qua có đưa cái lây á. Hôm qua người ta đưa rượu vạn trước rồi đưa nước lạ. Đi Busan đó, anh Độ ăn cái quán nướng đó 3 lần, 3 ngày liên tục vẫn có đòi ăn nướng mà. À, nó là vì cái lây đúng không ạ? Năm 2019 đẹp. Đâu, em gà xong rồi. À. Em ném lên trời xong bắt đi, em ném lên trời xong bắt đi. Wow, uống bằng bát luôn à? Đúng rồi. Nhiều đó mới đủ chứ. Cái này uống, cái này mới là bát ăn. Cái này tối về tập. Yo. Uống có phải thật đâu em ơi. Thì ba cái này. Tối nay ăn uống lưu tư siêu cũng chẳng có gì đâu cho nên là anh em mình chuyển sang ngày sau luôn các bạn nhá. Quang ơi. Dâu xin chào các bạn, nay là ngày thứ 3 bọn mình ở Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì lịch bọn mình chỉ có đi thi đấu thôi nên là chắc là sẽ không đi chơi được đâu. Vẫn là cái câu chuyện loanh quanh ở trong nhà thi đấu. Hôm qua mấy anh em mình đêm đói quá đi mua mì tôm về ăn xong mình lỡ ăn hai gói mì tôm xong giờ bị đầy bụng, sáng đéo đi ăn sáng được. Còn mấy thằng này thì sáng ăn gì ấy? Kim bắp ạ. Kim bắp với cả mì anh ạ. Wow, món mới dã man tè. Rồi giờ bọn mình sẽ đi ra nhà thi đấu các bạn nhé. Caramel Macchiato. Caramel Macchiato là cái đéo gì? Là cái đồ uống ngon nhất của Starbucks. Wow. Đéo uống. Hôm nay là ngày diễn ra cái hội chợ game G-Star. Ở đấy bắt đầu họ bán nhiều thứ rồi. G-Star. Cho nên là đường phố nó cũng đông hơn bình thường. Đây có mấy cái xe đồ ăn ở bên ngoài cái hội chợ này trông đáng yêu vậy đấy. Ủa? Thì khai xiên.
Ôi, thường mấy cái xe này toàn các bạn Việt Nam bán. Để nước hoa quả. Ôi, bên này có cả steak này. Nó là cả một cái dãy bãi để xe này luôn ấy. Toàn... Ủa, tôi hỏi ngu cái là đánh chung kết thế giới là ở Seoul hay là Busan? Ở Seoul đúng không? Là xe đồ ăn xịn mà đâu tôm hùm đâu. Wow. Seoul à? Ờ. À. Không có dưới này rồi anh em ơi. Tôm hùm đâu? Wow. Tôm hùm. Có cả tôm hùm luôn. Xịn vậy. Nếu là tôm hùm đâu mà là tôm thường. Lừa vậy. Nhưng mà kiểu nó đa dạng đồ ăn vậy. Nhìn thích đã chịu được. Cái hội chợ Zita này thì năm 2019 bọn tôi có đi rồi. Tôi tổ chức cái sự kiện ở ngay đúng trong của Nemo, đúng trong cái hội chợ này luôn. Cũng hai phết, nếu như mà mai mà rảnh thì bọn tôi cua xem thì nó khá nhiều thông tin mới về game. Mà hôm nay trời có vẻ ủng hộ hơn, ấm hơn tí. Quang nó còn đéo thèm mặc áo khoác cơ mà. Bên trong em mặc áo giữ nhiệt. Chết rồi, hôm nay phải trang điểm hay sao nhá. Ui, tôi là tôi đi quay hay là đi sự kiện các thứ rồi tôi lười trang điểm, tôi không thích trang điểm nha. Tại vì da mặt của tôi đẹp ấy. Xong rồi trang điểm nhiều khi là mình trang điểm nhiều quá làm hư da mặt của mình đó em không? Thôi tụi tôi sẽ để mặt mộc. Không thắng không về luôn à? Không thắng không về Việt Nam luôn. Thường tôi sẽ để mặt mộc qua đây mà. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. À, tôi với em Mím quyết định là đi ra xiên bẩn. Tại vì ở bên ngoài này nó đang có cái hội chợ Z-Star. Xong rồi sáng nay tôi đi qua rồi tôi bảo các bạn đấy, nó có nhiều hàng đồ ăn vại đài. Ngoài đông rồi anh nhỉ? Ừ, đông dã man này, cho các bạn xem. Kìa, đúng rồi, Kia cũng của Hàn Quốc. Kia, xong Hyundai là của Hàn Quốc đúng không đấy? Bên này mấy hôm nẻ mét mặt ạ. Đấy, giờ chưa thấy cái chiếc Kia nào nhỉ? Khó chịu quá nhỉ? À đấy, mấy cái bàn này là mấy cái bàn mà bọn nó sẽ đứng ăn thật. Ơ, không phải kiểu bàn vật tay à anh? Anh có xem clip vật tay không? Bàn vật tay á? Vật tay ở đâu? Đấy, ở mấy cái bàn thẳng thẳng này. Là bọn nó vật tay quay clip ở đây à? Vâng. Vậy cất. Tôi với cả em Nhím sẽ đi ra nghiên cứu xiên bẩn các bạn nhá. Không biết có gặp người Việt Nam nào không nhỉ? Tao nghĩ là có. Ui, đây. Kỷ niệm mùa về. Hồi năm 2019 bọn tôi cũng đi quả Zista đây. Rồi, mày muốn ăn cái gì nào? Mà được top 2 thế giới. Thực ra tao để ra những cái hàng ngon là những cái hàng đông đấy. Xếp hàng đấy nhỉ? Ừ. Xếp hàng như vậy bao nhiêu? Cái này là beef steak đấy, Nhím. Trông ngon chưa kìa. Ờ, hợp lý đấy. Nhưng mà trông xếp hàng hơi lâu nhỉ bạn. Nay to meet you. À, meet. Rất là vui khi được gặp bạn. Cho bạn không chú này kìa. Cho bạn không chú kiểu. Này, tính ra xếp hàng hơi lâu ấy nhỉ bạn. Hay mình khám phá cái khác trước nhỉ. Đi. Đây, nhảy qua luôn. Mà tôi nhớ hoài tôi đi với Hồng Nhím bên Thái Lan á, mà mấy ông biết, mà mấy ông túc mà chạy Thái Lan á, ông quạo quả liền. Ông lên xe, Hồng Nhím lên xe cứ what's up bro, what's up bro. Con mà vãi là lần thật. Bên này có tôm này, mì tôm này. Mông Thái Lan mới trọng cục quả liền đấy. Mông chạy túc ấy. Thế đây này. Đây, bên này có cái đéo gì trông cháy này. Ừ. Cái này là grill beef sushi. Grill beef sushi là cái đéo gì? Nghĩa là thịt bò nướng với sushi. Oh, wow, amazing. À, 10.000 à? 10.000 Việt Nam, rẻ. 10.000 là khoảng... 10.000 luôn là khoảng 180.000. Ừ. Mẹ, đây là hình quảng cáo các bạn ạ. Còn thực tế thì tí nữa chúng tôi mới biết được. Hey. No. No hành tây. No, yeah, no hành. No hành. Ủa, cái này cơm luôn rồi, ăn này sang được mấy cái xiên khác nhở? Rồi, mẹ mày, từ hôm đi Hàn đến bây giờ mày rơi điện thoại phải 10 lần rồi. Về sao cái điện thoại nát bét. Qua bên mà xuống phòng cứ chơi ăn mì tôm chán mẹ, chơi chán mẹ rồi. Xong rồi điện thoại đâu đéo nhớ. Đi tìm phòng tôi, đi tìm phòng thằng Quang. Xong rồi đi lên phòng Chris tìm đéo thấy điện thoại đâu. Sau điện thoại vứt đâu, vứt mẹ dưới lễ tân ấy. Mẹ may đéo mất. Đéo ăn hành à, hành ngon mà. Không, tao no rồi, nãy tao ăn cơm trưa rồi.
và nhìn anh em đi ăn bún bún riêu hay là đi ăn phở chứ nhím chén phải luôn, không hành không dâu mà cái bát phở nó có mỗi phở với lại thịt thôi, trong mình chán vãi liền luôn ấy. Ngon quá nhở, có sâu là không ăn đi. Ngon đâu không miếng thôi để thôi ăn trước đi, ăn trước đi, ăn trước đi. Mẹ nó là ba chỉ bò à? Ba chỉ bò má trông ngon thế nhở. Tôi ăn đầy đủ, tôi ăn có đũa rau ăn đấy mẹ. Tôi thích ăn rau xanh lắm, rau xanh mà tôi là tao thích lắm. Như nào quầy là như nào mẹ? Nó kiểu cơm như kiểu nó là cơm nắm ấy, nó một cục ấy. Đấy, ăn vào nó mềm mềm. Ừ. Đấy, nó không bị trời mà không bị cứng cứng. Nó ba chỉ bò nước sốt nữa. Nó mềm mềm, nó không bị cứng cứng. Với cả nó còn có ba chỉ bò nước sốt nữa. Nghe hấp dẫn vậy. Cơm ở trong hơi nhão nhỉ? Vâng. Đấy, kiểu hơi nhão nhão. Cơm nắm ấy anh ạ, kiểu cơm nắm. Đúng đúng. Mà mày nó ăn luôn không cho đậu ăn à? Nó có quả củ cải đúng không? Vâng. Củ cải đấy ngon đấy, củ cải đấy ăn với cả cả sushi là tuyệt vời ở mặt trời đấy. Cái này anh thấy có ok không? Anh thấy cũng ok đấy. Được. Nhiều nhiều bò nhỉ? Vâng. Nhiều thịt bò đấy nhỉ? Vâng. Ngon. Vị vị thịt bò như nào? Vị bò. Ờ. Thịt bò. Thịt bò nó cũng bò vị được. Quan trọng sốt. Sốt nó. Vâng. Ngon. Bón 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 nó miếng rồi. Để em cho anh 2 miếng thịt. Thôi thôi thôi, ít thôi, ít thôi. Ăn nhiều protein. Được cái chứ. Ừ. Ngon nhỉ? Vâng. Được. Anh đã ăn một miếng miếng nó sốt. Thôi, đéo ăn nữa. Ngấy mà. Ờ. Góc đẹp hết đấy chứ. Thực ra là ăn thêm miếng nữa cũng được. Nhưng mà ít 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 thịt ít bò thôi. Mẹ cho miếng to quá, ăn ngại. Như ngày nhỏ ấy giờ. Như ngày nhỏ ấy giờ. Cho miếng củ cải được không? Được. Bé không? Ngon, quả ngon. Nhưng mà mẹ có thời gian đi khám phá hết mẹ ẩm thực ở chỗ này thì nó cũng là một dạng content hay đấy. Ăn được không? Thôi ạ. À. Thôi ạ? À? Vâng. Lại thôi. Do em muốn ăn nữa mà nên là sợ đợi lâu. Không là tao bảo rồi. Nên là những cái nào ăn ngon thì mày nhìn để xếp hàng rất lâu. Ừ. Mình đéo thời gian thôi. Cái hội chợ nó diễn ra mấy hôm cơ mà. Mai mình ra, mình trưa mai mình ra làm một tập, mình chỉ khám phá loanh quanh đây thôi. Hợp lý. Xong mình đi trung tâm thương mại. Ok anh. Hợp lý đấy. Ừ. Bạn biết mở mấy giờ? Trời ơi, đi trung tâm thương mại mà không mua quà cho các em gì hết. Bảo sao thầy hội chợ này diễn ra đúng vào cái ngày đéo nắng. Ít nhất phải mua cho em bô cái túi hay là cái gì đấy, cái quần cái áo, người trời ơi. Mấy hôm trước ở Hàn Quốc, ở Busan này bọn tôi ở là hôm đéo nó nắng to vãi cả đái ra. Hôm nay đéo có tí nắng nào. Đừng để hút chích thì đã nhờ. Vâng. Đi lêu hêu một tí bọn tôi đớp được mỗi tí cơm, tí rau, tí bún. Giờ bọn tôi vào để tham gia sự kiện. Tại vì tí nữa bọn tôi lên trên thi đấu ấy thì người ta sẽ không cho cầm máy để quay đâu. Cho nên là tôi sẽ cắt một số cái hình ảnh ở trên stream của giải đấu để tôi nhét vào cho nó đủ hình nhá các bạn nhá. Ây da. Ây da. Vâng, và người mà chúng ta chờ đợi đây sẽ là anh chàng Đỗ Vĩ Sĩ. Đây rồi, anh đã thả tim rồi, anh đã thả tim tới quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Hy vọng là những trái tim đó sẽ bay phấp phới ở trên sân khấu vào lúc này tại nhà thi đấu Mexico. Rất tốt, Chu Nhân, đánh đâu? Mà đẹp như thế này, hai bàn một kiến tạo mà không MVP, vô lý. Anh không ăn
mừng, anh không ăn mừng với vẻ mặt lạnh tanh. Và những người vui nhất vào lúc này vừa là các fan của Phong Thanh Tổ và vừa là máu đổ rất lít luôn. Lipid. Đỗ Messi di chuyển. Cơ hội. Đỗ Messi. Quá chạy, quá chạy. Nhưng mà đây là fan của Rondo de Lima. Fan Rondo de Lima. Nhưng mà dù vẫn sao là Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Không quan trọng, quan trọng. Bây giờ chúng ta có 3 người đang đua vua phá lưới. 3 người đua vua phá lưới và trong đó có đội BC của Việt Nam. Không được. Vẫn còn, vẫn còn. BC Gaming. Cơ ơi. Tính tạo. Đồng đội, rất đồng đội, rất đồng đội. Chuyển đi. Và đó là bàn thắng. Đó là của Su Yang. BC Gaming đã có một kiến tạo. Hai bàn thắng ở trong trận đấu này. Chắc chắn anh ta là man of the match. Man of the match. Nếu, hoặc có thể cũng sẽ là vua phá lưới. Ờ đúng. Tại vì mà nếu mà ba người là bằng bằng thắng, một người có kiến tạo đúng, có thể đúng, là đúng, có đúng. được xem xét là vua phá lưới luôn. Hoàn toàn có thể là được danh hiệu vua phá lưới. Các bạn khán giả ở trên trang web đồng hành đã lựa chọn La Liga trong cặp đấu này và tổ đội của giải Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ trong ngày League Challenge ngày hôm nay. Đang mưa. Tuyệt vời thế nhỉ? Ông anh tôi bảo là làm cái túi này tặng cho anh em tụi tôi mà thấy 3 năm rồi. Hôm qua tôi đi nhậu, hôm qua đi nhậu sinh nhật anh Tú thì tôi nhắc lại xong anh Độ bảo là mẹ bây giờ da hiếm quá. Tại vì cái này anh Độ nói nha, cái da này làm từ giái chó. Anh em hiểu không? Mà giái chó thì mà nó có một miếng da chút xíu thôi mà phải cần rất nhiều mẹ con chó thì mới thiêu mới làm lên một cái túi như này. Nên là hiện tại là không đủ da để mà làm túi nữa rồi. Anh Độ nói nha chứ không phải tôi nói. Hả? Hôm qua tôi có nhắc khéo. Quái cà liền thật. Thật mà tối anh em hỏi anh Độ thử xem. Tôi vừa hoàn thành xong giải đấu các bạn ạ, để đi ra ngoài hút chích một cái. Đâu tôi không tin. Ý là vào cái có lâu ấy. Trời mưa. Mưa vãi trưởng các bạn ạ. Nhìn này. Ui. Mưa lạnh thì thôi. Tôi vừa kết thúc giải đấu FC Profet xong. Và như các bạn đã theo dõi rồi đấy thì tôi đá được trận cuối cũng ăn rùa làm được hai bàn với cả một quả kiến tạo. Không phải tôi. Chung là theo cái diện mà đi thi đấu kiểu giao hữu kiểu như này thì tôi cũng là lứa gọi là khá là già rồi, già có mẹ nhất ở trong này mẹ rồi. Nhưng mà được cái là thỉnh thoảng đi đá giải kiểu này mình được ôn lại kỷ niệm ngày xưa khi mà mình còn đi thi đấu eSports. Nói chung là nó khá là vui. Từ cái giai đoạn chuẩn bị cho đến cái lúc mà thi đấu cho đến những cái lúc mà kiểu ngồi đợi xong rồi luyện tập rồi các thứ. Nói chung là kỷ niệm nó khá là ùa về. Và kết quả như thế nào thì nó cũng như thế là tôi nghĩ là nó cũng hợp lý và nó cũng vui rồi. Hai ngày hôm nay thì bọn tôi chỉ loanh quanh ở trong cái khu vực này thôi chứ không chưa đi đâu được cả. Các bạn thấy không? Chỉ có loanh quanh tập này xong rồi rehearsal chương trình này xong hôm nay vào chạy chương trình có một tí thế là xong mẹ rồi. Bây giờ thì khoảng 6 giờ tối bên này và trời đang mưa khá là to. Giờ thì bọn tôi nghỉ ngơi ở đây một tí cho ngớt mưa đã xong rồi sẽ đi ăn tối các bạn nhá. Thực ra là về lý thuyết ấy thì với những cái thành phố như này khi mà có mưa ấy thì mình quay buổi tối nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhất là khi mình đang sở hữu một con camera cầm tay với cảm biến 1 inch nên là nó sẽ bắt sáng tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà cái nào được cái lợi thì nó sẽ có cái hại. Con này bị một cái là nó đéo chống được nước các bạn ạ. Cho nên là nhiều khả năng tí nữa về là ướt con mẹ nó hết luôn. Về khi chập cháy đéo dùng được ấy chứ. Nhưng mà đây tôi vẫn cố gắng muốn quay một tí để các bạn xem một ít hình ảnh buổi tối ở Busan khi mà trời mưa trông nó đẹp và nó lung linh vãi cả cứt. Ui, đẹp thật. Ui, trời lạnh mà còn mưa nữa. Má nó lạnh nha. Lạnh vãi lên như mơ. Thằng này nó còn có mũ, mẹ tôi còn đéo có cái mũ mà đội cơ. Đi bộ mấy bước là đến khách sạn rồi. Bây giờ tôi sẽ về nhà, về khách sạn để cất đồ cái đã. Xong rồi sẽ đi ăn nhá. Nghe đồn là tối nay có quán nướng mới đấy. Ngày xưa chỉ chơi đồ chơi trẻ con thôi, còn lớn là mình phải chơi đồ chơi người lớn. Chúng vào thử xem. Set Coco. Set Coco này là gì ta? Bây giờ là khoảng 7 rưỡi tối và mưa nó đã tạnh rồi các bạn ạ. Hôm nay thì bọn tôi sẽ ăn một cái quán nướng. Nó cũng là quán nướng nhưng mà không phải là thịt nướng nữa mà là lòng bò nướng. Dạ.
Nhầm chưa? Đông người thế á? Ủa, người Việt à? Cả hai đứa luôn. Đây nữa là ba. Đứa này nữa là ba. Trời ơi. Ờ, anh cảm ơn nhá. Ui, tuyệt vời quá, trời ơi. Mẹ tôi đã đéo biết tiếng Hàn rồi, tự nhiên vào quán có người Việt thề thích thực sự ạ. Nhìn này, quán này kiểu nó là một trong những cái quán nhậu kiểu cơ bản về đái của Hàn Quốc ấy. Quán nhậu của Hàn Quốc thì đầu tiên nhá, là ở dưới ghế ngồi nó hay có cái chỗ để đồ. Đấy, các bạn thích các bạn có thể nhét đồ bên dưới xong các bạn đậy vào xong các bạn ngồi lên. Ôi, trời ơi, sao vậy? Bia à? Fail. Lên quái đâu? Anh xin lỗi nhá, nhưng mà tại vì anh cũng là dân nhậu ấy. Ừ. Nên là mấy cái này thì anh lại biết rõ lắm. Wow. Cái đấy nó phải thế. Yeah. Nó phải thế. Em muốn đừng coi mắt thở rồi. Wow. Mời cả nhà nhá. Giờ tôi biết. Em muốn cái này, em thấy ngon á. Ngọt. Gì vậy? Bia. Làm nước bia. Đấy. Ủa kìa, thơm quăng rồi. Vứt luôn về đập lại đèo lên thôi. Làm vậy có tác dụng gì á, nó sôi, nó sủi bọt lên trong đẹp. Thế cái này là gì, mỡ à? Lòng luôn mà. Ui, quay cố gắng nhất. Ngon nhỉ? Sao nhiên chuyển qua rượu này vậy? Lên thật săn mà. Tối nay bọn tôi ăn uống thế thôi, nhưng còn review ăn uống nhào thì thôi các bạn nhá. Mấy hôm review đồ nướng rồi. Nay ngồi ăn chém gió với anh em cho nó vui. Ui, lạnh dã man ạ. Bọn tôi cứ tưởng là kiểu uống một tí rượu bia vào rồi nó sẽ ấm hơn, nhưng mà không phải. Nó còn lạnh hơn các bạn ạ. Bây giờ bọn tôi sẽ về khách sạn luôn nghỉ ngơi, xong rồi ngày mai bọn tôi có một chương trình đi mua sắm thật là bùng nổ các bạn nhé. Đây rồi. Với cả ngày mai chương trình đi ăn cơm đế đấy. Đây rồi. Bye bye. Ui, đông đéo chịu được. Ta xếp hàng làm gì ạ? Vãi cả cứt thật. Đây là người ta xếp hàng mua vé G-Star để vào trong kia tham quan với cả là chơi trò chơi đấy các bạn. Đông vãi đái. Và khác với cả ngày hôm qua thì ngày hôm nay trời nắng đẹp hơn bao nhiêu, ấm hơn bao nhiêu. Nhưng mà hôm nay bọn tôi kết thúc sự kiện rồi, chỉ có mấy player tuyển thủ các thứ ra thi đấu thôi. Bọn tôi hôm nay là free time. Giờ là 12 giờ trưa rồi. Mấy ngày ở Hàn Quốc thì hôm nay mới là một ngày bọn tôi được ngủ chồng rái lên sướng như thế. Và việc đầu tiên là bọn tôi khi mà ngủ dậy ở ngày thứ tư này, đấy là đi ăn sáng đã. Rồi sau khi thống nhất xong thì anh em tôi sáng nay sẽ đi ăn canh thịt heo các bạn nhá. Nghe hơi tèo một tí, nhưng mà thấy mấy anh em bảo là ăn ngon. Mất chai. Đây các bạn nhìn này, đường phố hôm nay đông đéo chịu được. Đông thật. Mai mới xem phim mới đi rồi. Tôi cũng chưa tìm hiểu xem là một cái vé để đi xem G-Star nó là bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu như mà có thời gian vào trong đấy xem là cũng nhiều cái hay phết. Mình sẽ được xem mấy cái giới thiệu về game mới, xong rồi chơi mấy cái trò chơi, xong rồi tìm hiểu thêm về mấy cái game mà mình thích. Tại vì nó có rất là nhiều hãng làm game nó ở trong đấy. Mốt chai là gì anh Khoa? Dã man ạ. Sao nó lại đông thế nhở? Thế đang giờ trưa nên là trong cái nó đông đéo chịu được. À, lạnh thế nhở? Phải thử em ạ. Thấy bảo là hôm nay là bắt đầu là một mốt ngày lạnh nhất nghĩa là phải ở thử. Hàn Quốc. Ở Seoul là có tuyết rơi rồi. Hôm qua có mấy anh em được trải nghiệm đi tàu điện ngầm rồi. Tại tối hôm qua mưa không bắt được taxi. Ui, dưới hầm này nó có chỗ thông con mẹ và trung tâm thương mại luôn. Shinsegae à? Đây rồi. Xong rồi chắc phải có đồ ăn đấy đúng không? Đây, ui, vào đây cái ấm hơn bao nhiêu. Ui, bộ hồ gái này. Mà nếu biết bạn Nhiếm có mua gì cho mình được không nhờ? Được chứ nhờ. Đây là đéo. Đúng rồi bé ơi. Đằng sau tôi đang làm một chỗ đúng người ta cho ăn ơi. Thử mì. Đúng. Tôi đang nghĩ đến cái việc là có nên xếp hàng và ăn thử không. Tính ra xếp khoảng 3 đến 4 vòng ấy là anh em đéo cần phải mua gì ăn rồi đấy. Hề bẩn tính đéo chịu được. Bánh mì.
Ui, giò heo này. Bánh ngọt nè. Ông đó đi xếp đồ nhờ. Ủa, đây bánh ngọt Việt Nam. Tôi đi xếp đồ ăn. Ui, gỏi cuốn này. Sau một hồi đợi đâu? Mấy thằng em đi mua đồ ăn thì đây là những gì mà chúng nó mua được. Tôi nghe một câu chuyện nữa cũng được tặng đồ. Đó là cái lúc mà gần thi đấu thì bên ban tổ chức người ta đéo cho ai đi ra ngoài nữa. Thì thằng Nhiếm mới đi ra ngoài, nó tưởng đâu nó được tặng quà. Nhưng mà không, bạn nữ đó tặng quà cho GK và anh Độ MC. Đó, có ghi gõ trên cái hộp quà đó luôn là anh Độ và anh GK. Đó, anh Nhiếm đéo có. Mà anh Nhiếm ra sách hộ, không? Anh Nhiếm ra sách hộ xong rồi sách từ mà Hàn Quốc về Việt Nam luôn để đưa cho bạn Tài. Vái cà lìn. Trong buổi trưa ngày hôm nay, đây là gì hả Quang? Gà sốt anh ạ. Ui, đây là gà sốt chua ngọt. Đây là kimbap cơ bản nhất. Ui, thịt chân giò à? Nghe hấp dẫn đấy nhở? Ui mẹ, một hộp thế ăn sao hết máy? Còn này là mày đắt mày nhất mở nắp ra tao xem. Ăn hết anh ơi. Còn này là đắt nhất nha. Bao tiền này? 50k. Ui. Ui, đây là kim chi. Đồ ăn kèm. Kim chi sợi. Đây là mình chấm vào nhá. Đây là nước chấm. Đây là mandu chiên, tôi chưa ăn bao giờ. Đây là dồi miến, một trong những món đặc trưng của Hàn Quốc. Đấy là tất cả đồ ăn của buổi trưa ngày hôm nay các bạn ạ. Giờ bọn tôi đớp đã nhá. Gấp lên luôn. À ngon phết. Cái sốt này nó ngọt ngọt. Đéo cay tí nào. Còn đây là kimbap của em Quang. Tôi thì là một người đéo thích ăn rong biển. Nhưng mà tôi lại ăn được rong biển với cả kimbap ở thế nó mới nõng ruột. Trong cái nạc nạc nó lạc lạc các em nhỉ. Nó là dồi nhưng mà bên trong nó chỉ có miến thôi chứ nó đéo có đủ đồ như bên mình. Ăn nó đéo có vị luôn á. Ngạt là... nó nhạt. Nó dai. Dai kiểu miến ở bên trong ấy. Ba đéo có giấy luôn ta. Kim chi thì kiểu gì nhỉ? Kim chi dai thế? Không phải đâu. Đây không phải kim chi. Không phải gì. Đây cái gì á? Kim chi này. Rồi, xưa. Đây là mandu chiên các bạn nhá. 5.000 tiền Việt một cái này ấy. 5.000 tiền Việt Nam một cái này. Bên ngoài nó là bột. Bên trong nó là thịt băm. Có hành. Có hành tây. Có ngô. Ăn nó thơm. Bùi bùi. Nó lại ướp thêm nhiều gia vị nữa cho nên là cái này đậm đà. Tôi thích ăn cái này. Còn đây là chân giò. Cũng là một đặc sản của Hàn Quốc ấy. Đây là sốt tương đậu này. Ủa. Anh phải thử một miếng da này. Miếng da này ăn nó sẽ ngon. Cái sốt tương đậu này nó mặn mặn của chân giò này, nó đã ướp nó ướp vị sẵn rồi nên là ăn không thì nó cũng được. Nào, tôi thử chấm cái sốt wasabi nhé. Nhím mũi rồi. Sốt wasabi đã đổ được. Hăng hăng. Nó có một tí mùi mù tạt nhưng mà cái mùi mù tạt này nó béo sọc một tí nào cả. Tôi ăn thì còn mù tạt nó là sọc, tôi ăn thì ngon. Ngoài ra thì anh em còn đi mua thêm quả nước xích tố dưa hấu. Ui. Ok không anh? Mẹ ngọt thế. Ngọt này là ngọt, ngọt này là ngọt của đường chứ đéo phải ngọt của dưa hấu. Ngọt này ngọt của đường với cả ngọt của sữa. Đấy. Ăn uống xong rồi bọn tôi sẽ đi lêu hêu một tí các bạn nhé. Oh. Really? La Come. Nếu mà tôi không nhầm ý, thì là lên hết cái thang máy này là mình sẽ có một cái đường để đi thẳng sang bên kia. Là cái chỗ mà ngày xưa tôi đi có cái thế giới Gundam ấy. Có con Gundam nó đặt ở giữa đường ấy. Ủa, đúng rồi. Mẹ rồi. Chuẩn dẹp mẹ rồi, rồi. Dẹp rồi. Ui, thật tuyệt vời, cửa hàng Gundam vẫn còn tồn tại. Ui. Hả? Ê, tôi... Sao mà tôi đéo mê mấy con này nhỉ? Tôi chưa xem luôn ấy. Chỉ kiểu biết thôi. Kitty Gundam. Nhưng mấy con này có phim đúng không? Pokemon Gundam. Nói thế, cái cửa hàng này là cả một gia tài đấy.
Ba đều quá hả? Đây là kiểu sơn của nó. Đẹp này, Sogoku đẹp. Chắc đổ mua tặng cho tôi Sogoku. Ui, bộ này đáng yêu vậy thề. Đổ có mua không ta? Ui, sức mạnh này. Con này là thần sức mạnh này. Công vô hạn, thủ vô hạn này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Nhiều rồi, nó thành trông hơi xấu nhỉ. Mà nhỏ mà chi tiết vậy liền đó. Ui. Ua. Trong này là Sogoku này. Đẹp chưa? Đây là trong One Piece. Mấy cái đồ này, mấy cái hàng này, hàng real rồi đúng không? Này. Chắc chắn là đéo mua, đéo mang về. Mô hình mà real rồi, gọi là cái gì anh em? Ui, Squid Game này. Squid Game này. Thế con này trông khó chịu vãi. Con này có búp bê dựa gốc cây này. Bộ này là bộ gì đây? Thanh gươm diệt quỷ. Mấy cái con này anh em cũng có không đấy? Thanh gươm diệt quỷ. Đây là Kaido à? Đây có bộ không có Pokemon nè, không có Pokemon nè. Các bạn siêu nhân này. Nghĩ Pokemon nó bên hàng cũng thật lắm chứ. Đây có bạn đang lắp mô hình nữa này. Pokemon ta. Thực ra là bọn này nó mở cửa được 20 năm mẹ rồi. Thương hiệu The Gundam Bay của chúng nó đỉnh vãi. Thôi, tôi nghĩ là mình nên ao sới ở đây tại vì bao nhiêu năm quay lại thì nó vẫn thế, không có gì khác cả. Không mua gì hết à? Trời ơi, tưởng đâu phải mua, anh Độ mua mình cái áo, cái quần gì chứ. Tại vì còn sớm mà thời tiết đang đẹp ấy, cho nên là tôi cũng đang tiện có một người mẫu ở đây. Thì tôi sẽ quay một vài shot cho người mẫu thật là cinematic các bạn nhé. Trông nghỉ quá. Sống này đẹp nào, sống này đẹp nào, giống người hàng nào. Đấy, sống này đẹp nào. Quá. Tình hình là trời có vẻ là sắp mưa đấy. Giờ bọn tôi về khách sạn nghỉ ngơi một tí. Chiều còn đi ăn cua hoàng đế Liêu Tiêu Diêu. Ôi, có cua hoàng đế luôn á. Nghe hấp dẫn vậy. Rồi, là đi. Tự tin lên, tin chân lên. Stick back à? Nhím ơi, nhím ơi. Đứng sát hẳn ở bên này thôi, nhảy quá. Quá trời luôn. Rồi, rồi, quay vào đây. Rồi, giờ đi. Mày phải ngang đấy chứ. Ngang đây nhìn mới rõ. Từ đây sang đây. Rồi. Rồi, nào, 2, 3. Stick back, stick back. Thế này nhá, câu chuyện để tôi kể các bạn. Là đầu tiên bọn tôi định đi ăn hải sản ở quán năm 2019 mà tôi đi ăn cua hoàng đế. Nhưng mà quán đấy xa quá, mất đâu mẹ khoảng 1 tiếng thì mới đến được đấy. Thế bọn tôi cứ đã đéo đi nữa. Trời thì hôm nay lạnh vãi cứt. Taxi còn đình công đấy chứ. Xong bọn tôi tìm ra một cái quán hải sản khác cách đây chỉ có 4 cây thôi. Xong rồi bọn tôi đứng khoảng 30 phút đéo hết được taxi. Thế nó giống câu chuyện ngày xưa vậy đấy. Đéo taxi là đéo taxi. Bực vậy đấy. Thế về sau bọn tôi phải đi bộ về khách sạn. Xin cả đoàn Việt Nam là cho bọn tôi đi ăn cùng. Tại bọn tôi đéo có lựa chọn nào khác rồi. Ok. Tôi bảo mấy anh em đi ăn nướng ở quán ngay gần khách sạn, anh em đéo nghe. Thì quán thì vẫn ngon mà nó lại có cả cơm. Bây giờ thì bọn tôi sẽ đi bộ ra tàu điện ngầm, xong rồi sẽ trải nghiệm đi tàu điện ngầm ở Busan. Rồi sẽ đi ăn nướng, nhập đi ăn hải sản với cả mọi người các bạn nhá. Để đi được tàu điện ngầm thì đầu tiên là phải xếp hàng mua vé trước. 13 phiếu nhá, 13 phiếu nhá đúng không? 13 vé hết 1.500. Ơ, rẻ thế. À đâu, 1.500 một vé. Đây là cái vé đi tàu điện ngầm đây các bạn. Một cái vé này sẽ là hơn 1.700 một tí, khoảng 20.000 đồng. Không ghé. Đúng rồi, giờ này nếu như mà ăn quán nướng ở gần khách sạn là được ăn cơm rồi đấy. Ủa.
trông đi nhanh nhở. Giờ mình lên à? Lên rồi. Thôi chúng mày ơi, chúng mày nắm chỗ khác đi chúng mày. Nắm vào khác nhỉ. Ui đi nhanh mà êm vãi cứt đấy. Em du mẹ luôn đấy. Thầy có bên này. Ui, trông sâu đấy nhỉ. Ui. Vãi cả cứt. Nó vào cua. Má bù sam đi tạo đến ngầm nữa. Tôi liên tưởng đến cái bì bù sam bây giờ. Wow, vãi cứt. Giống một viên zombie ở vùng sạc nữa. Sau khoảng 10 phút đi tàu điện ngầm thì giờ bọn tôi đã đến nơi rồi. Giờ đập thẻ vào thêm phát nữa. Get to the bullshit. Nhưng mà trước em đi thẻ, giờ lần đầu đi cái giấy này. À đấy à. Thế em có giữ cái giấy làm kỷ niệm không? Chắc cho ví. Thế à, thế cho luôn rồi anh cái. Cảm ơn em nhé. À dạ. Ui, mà góc này chụp sống ảo đâu theo nhỉ? Như chị hướng dẫn viên của bọn tôi nói không xin lỗi theo như chị phiên dịch viên của bọn tôi nói thì đây là một trong những con phố lắm trò chơi nhất, tệ nạn nhất, có cả karaoke, có cả rượu bia nhoét nhoét, có cả đủ thứ trên đời để các bạn có thể ăn chơi ở Busan, nhưng mà đấy là theo lời của chị ấy nói thế thôi, chứ còn bọn tôi là những người lành mạnh, bọn tôi vào đây là chỉ tìm một cái quán ăn nào đấy để ăn tối cho thật no thôi. Đúng. Để ngày mai bọn tôi còn về Hà Nội. Chứ bọn tôi đã thấy rất nhiều quán karaoke. Ủa? Sexy. Như năm 2019 là tụi tôi cũng lên đây đúng không? Rất nhiều quán bar kiểu quen lắm. Dập sập sình xong rồi có những em xinh tươi nhưng bọn tôi quyết định là không vào. Thực ra là khi mà đi sâu vào con phố này rồi thì tôi mới thấy là nó bị quen quen thì đéo nào. Ơ, đây có cái gì đây? Ê, cái này đi qua được không? Không đi qua. Được, đi. Cho gì nhỉ? Anh em mình chơi đông 8 người ấy. Thế thì không. Thế thì đâu? Cùng mở party. Cùng mở party. Hay vậy. Cái gì đấy? Nhặt đâu để lại đấy đi. Tệ nạn quá, tệ nạn quá. Để lại chỗ đấy đi. Ui, ma đông xúc. Quán của chúng ma đông xúc. Rồi đi hết con phố rồi vẫn chưa đến chỗ ăn. Đói lắm rồi. Đây rồi, mình sẽ ăn quán này các bạn ơi. Quán toàn tên chữ Hàn, không biết nó là quán gì. Nhưng mà nghe mọi người nói là hôm nay mình sẽ ăn hải sản. Nên là mình nghĩ là mình sẽ được ăn hải sản. Mặc dù mình bị giếng hải sản, nhưng mà mình đói thôi nên mình sẽ cố ăn hải sản. Wow. Ui, mùi tôm nướng. À, lạnh dã man ạ. Vừa quán là thấy mùi tôm nướng rồi các bạn ạ. Ồ, ở đây tại vì nó là một trong những quán nướng ấy, nên là kiểu gì nó sẽ bị ám mùi. Đây người ta làm luôn cả cái tủ để treo quần áo cho đỡ bị mùi này. Hay vãi. Ngoài tác dụng để cho đỡ mùi cái tủ này còn sấy khô được nữa các bạn. Nghĩa là cái tủ này nếu như mà áo mình có mùi mình vứt vào là nó sẽ sấy khô thơm tho luôn, không cần phải giặt nữa. Xịn vãi. Ui, con này là con đéo trông to vãi cứt này. Con này con gì ấy Quang? Một người dân đến từ Thái Bình. Con sẻ quạt á? Mẹ cuộc đời anh chưa giờ nghe con sẻ quạt Quang ạ. Con này Sài Gòn có bán này, nó to đùng hơn. À ha. Đây con sò. Đây là con sò. Đây là con gì em? Đây là con bào ngư. Đây là con sò. Măng tôm à? Đây là ốc vòi voi. Ốc vòi voi. Đây là con tôm. Đây là ốc gì đó. Con này là con ngao. Như sò ấy. Ủa trông con ốc vòi voi trông kinh quá ấy trời. Đấy là không gian ở quán. Còn đây là những món mà tối nay bọn mình sẽ ăn. Ui. Em lửa to vậy cháy hết. Canh ngao à? Canh thèo đi. Như vua ấy nhở. Vãi cả trưởng ạ. Được ấy chứ. Được ấy chứ. Này kiểu mẹ cảm giác giống cục than tổ ong của nhà mình hết nhở? Đúng. Đúng không? Nó là than tổ ong mày. Mẹ nó là than tổ ong không ạ? Ui đây rồi.
King Crab. Xong mà con này trông nghiện đấy, bé rồi. À, mấy hôm ăn nướng ở bên Hàn là bọn tôi được nướng cho. Và ăn hải sản ở quán này thì bọn tôi sẽ tự nướng. Này tôi nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, anh em cứ thả vào đợi sôi rồi mang ra húp thôi. Wow. Bạn cho vào đấy luôn á. Oh, why? Ồ, là cắt bỏ vào đấy luôn à? Ui, xong rồi một lúc rồi cái này nó sẽ chảy ra. Thật tuyệt khi được chế biến. Ui, đây bảo anh em mình làm, anh em đéo biết làm đâu. Chịu, nhờ. Chịu vẽ luôn đi. Chịu vẽ. Sao nhìn thấy bạn ấy vừa mới sáng tạo ra luôn. Wow. Wow. Với người đã bị dính hải sản như tôi thì tôi vẫn đang đợi món cơm rang. Ồ, nó trộn trộn nhiều đấy. Wow. Ôi, lần đầu thấy chế biến thật cắm mà. Kinh khiếp đến giọt cuối cùng luôn đấy. Tuyệt vời quá em ơi. Ui, cái bạn nữ đang làm đồ với bạn tôi này, bạn ấy hỏi là chúng mày ai có không? Và bạn ấy bảo là vlogger à, xong bạn xem kênh YouTube, xong bạn subscribe kênh tôi luôn. Trời ơi, thật tuyệt vời. Cộng một sub. Cái này nó như kiểu là cái bánh này ạ. Ờ, như kiểu cái bánh mì ấy nhỉ? Cái vỏ bánh. À. Từ từ, thế mình bỏ tạm đây ra này. À. Đâu, quay mặt bạn đấy em xem với. Xem fan mới có ok không? Có xinh không anh đổ? Ok. Đâu? À, bên hàng là người ta kiểu kỳ quay chụp đúng không? Đúng, đúng, đúng. Quay là phải lé lé. Đây, nó sẽ là như này các bạn ạ. Đấy, cái miếng bên ngoài nó như kiểu là ui, khói vậy. Đây. Ew. Đây. Nó sẽ là như này. Rồi xong rồi bỏ phát là mồm luôn. Rồi ok, tôi sẽ thử miếng này các bạn nhé. Không, bên Việt Nam tôi thấy bình thường. Tôi đi quay vlog tôi mà gặp các bạn còn dỡ mặt luôn. Luôn chứ anh? Ăn rất là cảm miếng luôn. Ờ, ăn cảm miếng không? Nhìn bạn là hết cảm miếng không? Rất là được không? Rất là cái chiếc. Em thì ăn ngon cực. Vâng. Cái bánh mì này của nó cũng ngon cơ. Nhỉ? Yeah. Ngon, 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 ngon. Ngon thực sự luôn. Ui. Ui, sau khi mà ăn về bánh mì xong thì bây giờ bạn ấy bỏ thêm cả phô mai vào xong rồi nó thành kiểu nhầy nhụa nhớt nhớt. Yeah, thật tuyệt vời. Rồi, xong rồi bạn ấy bảo là mọi người tự múc đi. Hơi cháy các bé ạ. Hơi khê anh ạ. Hơi cháy. Nóng không sao, không nóng. Nóng. Anh dân nấu ăn mà quá. Dân đầu bếp. Ôi, nó hơi cháy kìa anh. Cháy. Các em lấy đi không phải cháy. Thì nghe bọn tôi đi Busan là thành phố cảng. Đây là bữa cuối cùng tôi ăn ở Busan. Mà cũng là bữa đầu tiên bọn tôi ăn hải sản. Đây bọn tôi có một quả xiên chả cá nóng hổi vãi trường. Tuy nhiên là anh không ăn đâu, anh quay cho thằng Nhím ăn thôi. Dạ vâng. Chết tài khoản điện rồi á. Cơm chiên đấy á. Tại vì tôi không ăn được hải sản nên là tôi có gọi một đĩa cơm chiên, cơm rang. Và các bạn nhìn đĩa cơm rang đấy nhá. Nó rẻ xuống. Ít ít thôi Quang ơi, đấy khoảng vào đấy đi. Trời ơi. Nó nhét nhét. Trông nó nhét vậy. Ok Quang ơi, anh cảm ơn nhá. Một đồng. Ui, thấy quả cơm rang nó nhớp nháp như này luôn. Được của nó đấy. Ngon không anh? Nhưng mà ăn lại ngon. Ô, ăn giống kiểu cơm hành vậy. Cơm hành. Mùi hải sản, ngon. Ngon mẹ luôn. Mà sao nó biết được một đồng nhỉ? Còn bên này là con cua luôn, các bạn để xử lý xong rồi này. Chỉ số 1 thôi. Đấy. Đó, xong cái mồi. Wow. Đây à. Ngáo nhỉ. Cua. Cua.
Đắng với lại gì? Mặc dù bị dị ứng nhưng mà tại vì nhìn cái này nó ngon quá bạn ạ. Tôi chỉ ăn đúng một cái thôi để tôi thử xem là trải nghiệm xem vị nó như thế nào. Thế nào tôi mút thử cái càng này một tí là tôi bắt đầu thấy nó thơm rồi đấy. Đây. Anh cầm vào cái thanh to ấy, máy lại cầm cái nhỏ rơi ra. Ừ. Nó làm để đảo lại. Này chẳng có gì đấy. Ừ. Ở bên đây người ta không chắc bác ăn ăn cua cái thứ người ta không chắc nhỉ. Mà không nó không chắc kiểu quá chắc đâu. Còn đây là con thỏ lúc nãy tôi nuôi. Ừ. Con thỏ ăn thơm hơn. Ôi các bạn ơi, các bạn không thể tưởng tượng được đâu. Ở đây nhiệt độ đang là 2 độ C và nó lạnh vai cứt. Nó lạnh như đúng cái hôm mà bọn tôi đến luôn ấy. Và đây đang là một trong những chuỗi ngày lạnh nhất ở Busan, theo mọi người nói là như thế. Ở Seoul thì thấy bảo là có mẹ tuyết rồi. Bữa ăn này cũng là bữa ăn cuối cùng ở Hàn Quốc, ở Busan của bọn tôi. Sáng mai 6 giờ sáng bọn tôi sẽ lên máy bay quay trở lại Hà Nội và bắt đầu quay trở lại chuỗi ngày live stream bình thường các bạn ạ. Chuyến đi này thì tại vì bọn tôi đi thi đấu là chính thôi nên là cũng không đi ăn chơi được nhiều. Mong các bạn thông cảm, nó chỉ tều tều như thế thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Ui lạnh đéo chịu được nhím ơi. Ôi hết rồi. Đi vào trong đi. Ôi đứng ngoài này chết mẹ với người đấy. À xì bà. Giờ nước mũi chảy xuống á. Chắc đéo thấy đâu. Ui mày lạnh đỏ mẹ cả mũi luôn ạ. Ừ cái mũi mày đỏ chót mẹ luôn đấy. Vãi cả cứt thật. Hết rồi hết rồi hết rồi. Lạnh thế mà ơi. Vlog thật tuyệt vời anh ạ. Camera mới cho người xem trải nghiệm chân thực của Hàn Quốc. Hy vọng năm sau FC Online sẽ mời cả team mình sang Hàn để chúng ta cùng nhau ghi lại những thước phim đẹp nhất anh nhỉ. Ôi trời ơi, được của nó đấy chứ nhờ. Được của nó đấy.